hai tổ chức nhân quyền lên án Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong lúc ba tù nhân lương tâm đồng loạt tuyệt thực đòi nhà nước phóng thích hết tù chính trị. Theo tin chúng tôi vừa nhận được, thì hai tổ chức nhân quyền là Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền viết tắt là FIDH và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam viết tắt là VCHR đã lên án tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam tại khóa họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 27 tháng 9 vừa qua, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù chính trị. Trong bài phát biểu của mình trước Liên Hiệp Quốc, bà Penelope Faulkner, là chủ tịch VCHR, đã nhắc đến cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát, viết tắt là UPR, lần thứ tư của Việt Nam, hồi tháng 5 năm 2024. Tại kỳ kiểm điểm này, 133 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã đưa ra 320 khuyến nghị đối với Việt Nam nhằm cải thiện tình hình nhân quyền. Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận 271 khuyến nghị, tức là khoảng 85%. Trong số này, 253 khuyến nghị được chấp nhận hoàn toàn và 18 khuyến nghị được chấp thuận một phần. Bà Faulkner nhận xét, vì chính quyền Việt Nam chấp nhận toàn bộ hoặc một phần 85% các khuyến nghị của UPR là sự lừa phỉnh. Sự quỷ quyệt này đã phơi bày vào việc Hà Nội bác bỏ nhiều khuyến nghị liên quan đến các quyền dân sự và chính trị quan trọng là một vấn đề rất đáng lo ngại. Hai tổ chức nhân quyền cũng đã bày tỏ quan ngại về tình trạng của các tù nhân lương tâm bao gồm luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người đang thụ án tù 5 năm với tội danh trốn thuế mà các tổ chức quốc tế cho là ngụy tạo, tù nhân lương tâm Nguyễn Chí Tuyến và Nguyễn Vũ Bình đang thụ án 5 năm và 7 năm tù, nhà báo Trương Huy Sang, người vừa bị bắt giữ trong năm nay. Trong khi đó thì tại trại giam số 6 Thanh Chương, Nghệ An, ba tù nhân lương tâm thông báo tuyệt thực từ ngày 28 tháng 9 để phản đối chế độ giam giữ hà khắc và yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Thông tin này được ông Trịnh Bá Tư cho biết trong cuộc gọi điện thoại về gia đình hôm 27 tháng 9. Ông Trịnh Bá Tư đã nói với chị dâu của mình là bà Thu Đỗ là từ ngày 28 tháng 9, ông Tư cùng với hai tù nhân lương tâm khác là Bùi Văn Thuận và Đặng Đình Bách sẽ bắt đầu tuyệt thực. Cũng trong cuộc gọi điện này, ông Trịnh Bá Tư cho biết, lần này mọi người sẽ chiến đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra. Hơn 3.700 phạm nhân được đặc xá năm 2024. Chủ tịch nước Tô Lâm đặc xá cho 3.763 phạm nhân đủ điều kiện nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9 và ngày giải phóng thủ đô 10 tháng 10. Sáng ngày 30 tháng 9, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được công bố có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Ngoài các phạm nhân trên, ông Tô Lâm cũng đặc xá cho hai người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Công an, trong hơn 3.700 phạm nhân được đặc xá, có 403 người phạm các tội về trật tự kinh tế, tham nhũng, chức vụ, 64 phạm nhân về tội giết người, 205 người về ma túy, 91 người về tội hiếp dâm, 156 người cướp giật tài sản. Cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh và cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng trong vụ án chuyến bay giải cứu không có tên trong danh sách được đặc xá đợt này. Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết có 20 phạm nhân là người nước ngoài được đặc xá đợt này, gồm có 9 người Trung Cộng, 3 người Lào, 2 người Cambodia, 2 người Mỹ và các nước khác. Đây là những người đã phạm một trong các tội giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam trái phép. Bộ Ngoại giao sẽ gửi công hàm đến các cơ quan ngoại giao của quốc gia liên quan để phối hợp tiếp nhận và triển khai các điều kiện, thủ tục về người được đặc xá. Từ năm 2009 cho đến nay, Việt Nam có 9 đợt đặc xá, tha tù cho hơn 92.000 phạm nhân cải tạo, lao động, học tập tốt. Lần gần nhất là Quốc khánh 2 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch nước đã đặc xá cho 2.434 người. Tòa án Thái Lan ra phán quyết dẫn độ ông Ikwin Pradap về Việt Nam. Ngày 30 tháng 9, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra phán quyết rằng nhà hoạt động người thượng Ikwin Pradap sẽ bị dẫn độ về Việt Nam, nơi ông đối mặt với bản án 10 năm tù với cáo buộc khủng bố. Phóng viên RFA tại Bangkok theo dõi phiên tòa qua hệ thống truyền hình nội bộ hôm 30 tháng 9 cho biết, thẩm phán khẳng định yêu cầu của chính phủ Việt Nam về việc dẫn độ ông Ikwin là có cơ sở. Thẩm phán tuyên bố, tòa án thấy rằng việc dẫn độ Ikwin Pradap có thể được thực hiện, không có lệnh cấm nào đối với việc này. Chính phủ có quyền thực hiện dẫn độ trong vòng 90 ngày bất kể phán quyết của tòa án là gì. Tuy nhiên, tòa án cho biết thêm là ông Ikwin có 30 ngày để kháng cáo, nhưng nếu chính phủ Thái Lan không chủ động điều này thực hiện trong vòng 90 ngày thì ông Ikwin phải được trả tự do.
Nữ luật sư Natasha Bridgman, người bào chữa cho nhà hoạt động vì quyền của người thượng, cho hay ông Ewing đã thề sẽ chống án. Bà Natasha khẳng định việc dẫn độ phải được chính phủ chấp thuận khi tòa phúc thẩm đưa ra phán quyết cuối cùng. Ông Phil Robertson là giám đốc tổ chức những người vận động nhân quyền và lao động châu Á, tức Asian Human Rights and Labor Advocates, AHRLA, đã nói rằng quyết định này của tòa án Thái Lan là kinh hoàng và vô lý, và không hiểu rằng ông Ewing chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự tra tấn nếu ông buộc phải trở về Việt Nam. Ông Robertson cho hay những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn nằm trong tay chính phủ Thái Lan, và họ nên làm điều đúng đắn bằng cách để cho nhà hoạt động người thượng được tái định cư ở một quốc gia thứ ba nơi ông có thể nhận được sự bảo vệ thực sự. Ông Robertson nói danh tiếng của Thái Lan là một quốc gia có quan tâm đến nhân quyền hay không phụ thuộc vào quyết định đó. Đồng thời, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những lời lên án mạnh mẽ, toàn diện về sự xuyên tạc công lý của tòa án Thái Lan và gây sức ép buộc Bangkok cho phép Ewing được tái định cư ở một quốc gia thứ ba. Trung Cộng mời Việt Nam tham gia vào trạm không gian. Sáng ngày 30 tháng 9 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Trung Cộng Kim Tráng Long đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hợp tác Kinh tế Thương mại giữa hai nước. Tại buổi làm việc, ông Kim Tráng Long thông báo rằng Trung Cộng đã có trạm không gian của riêng mình và Thái Lan đã tham gia vào trạm không gian này. Trung Cộng mong muốn Việt Nam sẽ là thành viên tiếp theo tham gia vào trạm không gian. Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, đặc biệt là hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam để triển khai sản xuất các sản phẩm xe thương mại phù hợp với định hướng của chính phủ và thị trường Việt Nam. Đáp lại, ông Kim Tráng Long cho biết nhiều hãng ô tô lớn tại Trung Cộng đã lên kế hoạch mở rộng đầu tư vào Việt Nam và đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Trung Cộng phát triển. Ông Kim Tráng Long cũng nhấn mạnh tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, hàng không vũ trụ và kêu gọi Việt Nam hợp tác trong sản xuất, chế tạo máy bay. Ông khẳng định Trung Cộng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ để cùng nhau thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hàng không. Công ty Meta sẽ mở rộng đầu tư sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp tại Việt Nam từ năm 2025. Vào ngày 1 tháng 10, tập đoàn Meta, tức là công ty mẹ của Facebook, cho biết sẽ mở rộng đầu tư vào đổi mới trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, bao gồm việc sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp Quest 3S vào năm 2025, một nỗ lực mới nhất của tập đoàn công nghệ nhằm tăng cường dấu ấn của mình tại Việt Nam. Thông báo của Meta được đưa ra trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Phụ trách Đối ngoại Toàn cầu của Meta, Nick Clegg. Ông Clegg đã gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều 30 tháng 9, chỉ một tuần sau khi ông gặp Chủ tịch nước Việt Nam là ông Tô Lâm tại New York. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Clegg cho biết trong một tuyên bố rằng bắt đầu từ năm 2025, Meta sẽ mở rộng sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp mới nhất Quest 3S tại Việt Nam. Quest 3S là mẫu kính vừa mới được Meta công bố vào ngày 25 tháng 9 với giá khởi điểm là 300 Mỹ Kim, rẻ hơn so với Quest 3. Tại buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Clegg còn cho biết việc mở rộng sản xuất Quest 3S tại Việt Nam được kỳ vọng tạo ra 1.000 việc làm. Hiện có hàng chục triệu người Việt Nam sử dụng nền tảng truyền thông xã hội Facebook của Meta. Cũng tại cuộc gặp này, ông Clegg cho biết Meta sẽ khai triển trợ lý ảo Meta AI tiếng Việt cũng như những tháng tới, hỗ trợ người dùng tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo cho nhiều mục đích khác nhau, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Meta không cho biết mức đầu tư mới sẽ là bao nhiêu và hoạt động sản xuất hiện tại của Việt Nam như thế nào. Hãng có thuê gia công tại Việt Nam hay không? Tiếp theo là tin, Chủ tịch xã ở tỉnh Quảng Ngãi xác nhận 3 xuồng Trung Cộng với 30 người tấn công tàu cá Việt Nam ở Hoàng Sa. Trong bản tin hôm qua, chúng tôi đã đưa tin có 3 ngư dân Việt Nam bị gãy tay và chân cùng với 7 ngư dân khác cũng bị tấn công gây thương tích khi đang đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa. Mạng báo Tiền Phong không cho biết các đối tượng tấn công là ai, đến từ nước nào, nhưng hôm nay sự việc đã từng bước được biết rõ. Theo đó, một quan chức địa phương viết trên mạng xã hội khẳng định người Trung Quốc đi trên 3 cano đã tấn công tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi ở gần quần đảo Hoàng Sa, khiến 10 ngư dân bị thương.
Ông Phùng Bá Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, viết trên tài khoản mạng xã hội vào tối ngày 30 tháng 9 cho hay, tàu cá mang số hiệu QNG95739TS do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi, điều khiển, đã cập cảng Sa Kỳ vào lúc 21 giờ 15 ngày 30 tháng 9. Ông Vương, người được báo chí trong nước phỏng vấn liên quan đến vụ việc, viết rằng, trước đó, vào ngày 29 tháng 9 năm 2024, tàu cá QNG95739TS đánh bắt cá hải sản hợp pháp ở quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 101 truy đuổi và tiếp cận tàu bằng 3 cano với khoảng hơn 30 người có trang bị hung khí. Khi tiếp cận được tàu cá, những người này lên tàu đánh đập dã man ngư dân, làm 4 người bị thương tích nặng và lấy toàn bộ trang thiết bị trên tàu và hải sản ngư dân đánh bắt được. Chủ tịch xã Bình Châu đăng tải các tấm ảnh cho thấy các quan chức của huyện cùng bộ đội biên phòng lên tàu cá thăm hỏi ngư dân với thương tích đầy mình. Ông Vương nói hành động tấn công các ngư dân là hết sức dã man và bày tỏ kịch liệt phản đối với hành động trên của Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam sau khi loan tin vụ tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tấn công đến thương tích ở khu vực Hoàng Sa, nhưng vừa nêu, sau đó rút tin đó xuống mà không giải thích lý do. Trong khi đó, một số tờ báo nhà nước vào trưa ngày 1 tháng 10 đã đưa các tin bài phỏng vấn những nhân chứng khi tàu cá về đến cảng Sa Kỳ vào tối hôm trước, không đề cập gì đến quốc tịch của tàu tấn công. Việt Nam gửi 15 yêu cầu dẫn độ cho các nước nhưng chỉ thành công một trường hợp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội liên quan đến kết quả hoạt động tương trợ tư pháp năm 2024, tức là từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Mạng báo Thanh Niên dẫn thông tin trong báo cáo cho biết, có 6 yêu cầu dẫn độ được nước ngoài gửi cho Việt Nam, trong đó chỉ có một trường hợp đã chuyển tòa án giải quyết và 5 yêu cầu đang được xử lý. Bên cạnh đó thì Việt Nam gửi 15 yêu cầu dẫn độ cho nước ngoài, trong đó đã dẫn độ về nước một trường hợp, 2 yêu cầu bị từ chối, 1 người đầu thú và 11 yêu cầu đang được xem xét. Thông tin cụ thể về các trường hợp này không được tiết lộ. Số lượng yêu cầu dẫn độ mà Chính phủ gửi cho nước ngoài tăng 2 yêu cầu so với năm 2023. Báo cáo của Chính phủ cho rằng, dù kết quả xử lý đã đạt được một số thành công nhất định, nhưng vẫn còn một số trường hợp phía nước ngoài từ chối dẫn độ do khác biệt với các hệ thống pháp luật và đối tượng xin tị nạn chính trị tại nước ngoài. Bộ Công an cho hay đang tiếp tục theo dõi, nghiên cứu việc đề nghị nước ngoài tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng bị từ chối dẫn độ hoặc các biện pháp khác phù hợp. Bộ Công an Việt Nam từng bị cáo buộc bắt cóc ít nhất 3 người từ nước ngoài về nước không thông qua các hoạt động tương tự như là tư pháp, bắt cóc cựu viên chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh từ Berlin vào tháng 7 năm 2017, bắt cóc ông Trương Duy Nhất là một blogger của Đài Á Châu Tự Do vào tháng Giêng năm 2019 sau khi nộp hồ sơ xin tị nạn tại Thái Lan, tương tự như trường hợp của blogger Thái Văn Đường vào tháng 4 năm 2023. Và có tin là Việt Nam nhập cảng gạo kỷ lục. 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã chi gần 1 tỷ đô la để nhập cảng gạo, tăng hơn 57% so với cùng kỳ và vượt cả năm ngoái. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy Việt Nam đã xuất cảng hơn 7 triệu tấn gạo, thu về 4 tỷ 370 triệu đô la 9 tháng đầu năm. So với cùng kỳ năm 2023, lượng gạo xuất cảng tăng 9.2%, còn giá trị tăng mạnh 23.5%. Bên cạnh đó, nhập cảng gạo của Việt Nam cũng tăng vọt. Tháng 9, kim ngạch nhập cảng gạo tăng hơn 154% so với cùng kỳ, đạt 117 triệu đô la. Tính chung 9 tháng, Việt Nam đã chi 996 triệu đô la nhập cảng gạo, tăng 57.3% so với năm trước, vượt mức 860 triệu đô la của cả năm 2023. Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp tăng cường nhập cảng gạo là do xu hướng trồng lúa đã thay đổi. Nông dân chuyển sang sản xuất chất gạo thơm chất lượng cao để xuất cảng, trong khi nhu cầu làm bún, phở trong nước chỉ cần loại gạo giá rẻ, có độ nở tốt. Điều này khiến các doanh nghiệp chọn nhập loại gạo phù hợp với nhu cầu này để giảm chi phí đầu vào. Ngoài ra, một số doanh nghiệp xuất cảng phải nhập thêm lúa gạo từ các nước láng giềng nhằm bảo đảm kịp hoàn thành đơn hàng cuối năm. Hội Thủy sản Việt Nam yêu cầu Trung Cộng bồi thường cho ngư dân bị tấn công.
Ngày 3 tháng 10, Hội Thủy sản Việt Nam đã đề nghị các cơ quan chức năng của chính quyền Hà Nội phản đối vụ lực lượng chấp pháp Trung Cộng tấn công ngư dân Quảng Ngãi khi đang đánh cá tại Hoàng Sa. Hiệp hội Thủy sản Việt Nam còn yêu cầu phía Trung Cộng bồi thường thiệt hại, sức khỏe cho những ngư dân Việt Nam trong vụ này. Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, ông Nguyễn Việt Thắng cho biết, những yêu cầu vừa nêu ra đưa ra trong văn bản gửi ngày 2 tháng 10 đến Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Lên tiếng của Hội Thủy sản Việt Nam được đưa ra sau phản đối của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Phạm Thu Hằng vào chiều tối ngày 2 tháng 10. Như tin đã loan, một viên chức địa phương viết trên mạng xã hội khẳng định người Trung Quốc đi trên 3 cano đã tấn công tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi ở gần quần đảo Hoàng Sa, khiến 10 ngư dân bị thương. Ông Phùng Bá Vương là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, viết trên tài khoản mạng xã hội vào tối 30 tháng 9 cho hay, tàu cá mang số hiệu QNG 95739TS do thuyền trưởng Nguyễn Thanh Biên, 40 tuổi điều khiển, đã cập cảng Sa Kỳ vào lúc 9 giờ 15 phút tối 30 tháng 9. Ông Vương, người đã báo chí trong nước phỏng vấn liên quan đến vụ việc, đã viết, trước đó, ngày 29 tháng 9 năm 2024, tàu cá QNG 95739TS đánh bắt hải sản hợp pháp ở quần đảo Hoàng Sa đã bị tàu của Trung Quốc mang số hiệu 101 truy đuổi và tiếp cận tàu bằng 3 cano với khoảng hơn 30 người có trang bị hung khí. Khi tiếp cận được tàu cá, những người này lên tàu đánh đập dã man ngư dân, làm cho 4 người bị thương tích nặng và lấy toàn bộ trang thiết bị trên tàu và hải sản ngư dân đánh bắt được. Và có tin là Ủy ban Âu Châu sẽ đến Việt Nam thanh tra IUU trong tháng 10 này. Đoàn Ủy ban Âu Châu EC dự kiến lại đến Việt Nam trong tháng 10 này để thanh tra về tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt theo tiếng Anh là IUU. Báo chí trong nước loan tin ngày 2 tháng 10 dẫn nguồn từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam về kế hoạch vừa nêu của EC. Theo bộ này, thì EC báo cho Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam chuyến thanh tra sắp đến dự kiến trong tháng 10 này. Tuy vậy, cụ thể ngày nào chưa rõ. Ngoài đoàn thanh tra của EC sắp đến, theo Phó Cục trưởng Cục Thủy sản Việt Nam, ông Nhữ Văn Cẩn, hiện có một đoàn kiểm tra của châu Âu đang có mặt tại Việt Nam để tiến hành thanh tra thực địa từ hôm 24 tháng 9 cho đến ngày 17 tháng 10 tới đây. Mục đích của đoàn châu Âu hiện nay là kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đặc biệt là dư lượng hóa chất và chất kháng sinh trong sản phẩm thủy sản nuôi trồng xuất khẩu sang các nước EU. Ủy ban Âu Châu EC vào ngày 23 tháng 10 năm 2017 đã quyết định cảnh cáo thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam vì không cải thiện kịp thời và đầy đủ các yêu cầu của EC trong công tác chống hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ lúc đó cho đến nay, EC đã 4 lần qua Việt Nam kiểm tra việc cải thiện tình trạng này của Việt Nam. Vào tháng 10 năm 2023, khi đó, đoàn thanh tra của EC đã ghi nhận Việt Nam có nhiều nỗ lực, quyết tâm chính trị trong thực hiện những khuyến nghị chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU. Tuy nhiên, trong kỳ kiểm tra thứ tư, EC cho rằng kết quả tổ chức thực hiện trên thực tế ở địa phương đến nay vẫn còn hạn chế trong việc theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá, xử phạt vi phạm khai thác IUU, chế tài xử lý đối với các doanh nghiệp gian lận chưa nghiêm khắc.